Ai, tuôn. Mày đợi thế nào không? Mẹ mày. Thằng kia. Mày đi đây, mày trưởng phòng mỗi lần đấy, đi mẹ mày. Anh để em nói. Đánh bỏ mày nhà mày giờ biết tội nhà mình mà mày mà còn. Vâng rồi. Mày muốn làm giàu chưa? Vâng anh ơi. Mày muốn ăn trước Tết chưa? Ăn con trước Tết chưa? Anh ơi. Thôi đắng rồi sao? Bây giờ nhá, thôi rồi, nếu mà em mà như thế này Trường ạ. Anh nghe lời em. Làm luôn. Gọi anh Trường mà ông công dẫn nói rằng đúng là mày làm này, mày làm khó anh rồi. Đây, lên xe lên. Thì lên xe, anh lên. Anh chỉ là cái chơi đi, đi thôi. Xong rồi tôi xin trước anh nhé. Ơ, tôi xin trước anh. Rồi, các bạn, đi với bạn, xong rồi. Anh Bạch lập tức làm cái. Một đồng rồi. Lập lập. 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 Bao nhiêu đi bẹt thư lập anh khi mà xem nhưng mà em chưa bao giờ em đi đến em xin như này mà nó để như này hai ba bốn mẹ và phòng giao thông ngày xưa chém cái bẹt nhà mà em có giúp cho bao nhiêu anh em quảng to là lại, tao bị nhục thôi, chứ còn mẹ trường hợp này mày lấy được sao tiền người ta. Người ta chơi với giám đốc, chơi đéo hay có lại chung mày. Mẹ nhà mày, nhưng mà để cho tao bị dơ thế thôi. Nhưng trường hợp này em thì em thấy thằng này nó cho nó nhục rồi. Về đây, về đây. Đi về đây, đi về đây. Chưa một trường hợp nào tao bị như ngày hôm nay Tuấn Anh ạ. Chưa bao giờ tao bị. Chưa bao giờ Hải Phòng tao bị. 20 năm nay tao chưa bao giờ tao bị như này. Lần đầu tiên trong đời. Mày thử biết đi, mẹ quan hệ người ta nhá. Mẹ mày không có đủ tuổi. Loại đội phó như mày làm không đủ tuổi. Đội trưởng, trưởng phòng mày chưa làm cái gì cả. Mày nhìn trong máy tao cũng phê toàn đi mẹ mày cứ tưởng loại mày là cái đầu người bố mày đi ba mày tao nói mày nghe không đưa anh thắng vào sân xe tôi rồi cứ việc nói thật với em anh ơi tình nghĩa anh em mình không còn anh em nữa bắt đầu từ ngày đi trường hợp này không còn anh em nữa ok nếu mà anh nói anh em thì hết anh em luôn thôi em ơi lên xe lên xóa lên xe hết anh em luôn. Nè, bảo chú nói nhá. Cảm ơn anh ạ. Lên đây để mẹ anh em xe cho giao thông nhìn lại ở bốn này. Wow. Để nó xe cho nó. Mẹ em cắt tay đây, không có đâu. Đập quá. Mẹ không có đâu. Đập quá. Mẹ em để anh để. Lên xe. Đúng đúng rồi. Không có đuổi đi cái việc cái. Bây giờ anh cứ nói theo hướng thích em không, nhá, tao em không, không thể làm được cái gì trong tầm tay em mà ơi, em giải quyết. Mày cứ địt vào bắn tông đây, tao đang uống rượu đây, bắn mẹ tao đi. Anh đi vào đây. Chặt chân đấy. Mẹ mày, tôi nghĩ đã xuống hơn một lời một mày. Mấy con lợn này. Tao đã xin mày rồi, mẹ mày trường hợp là tao xin rồi mà mày cố tình về như này. Địt mẹ chưa một đội nào tao bị như này. Thắng à? Rồi, gọi cho anh Trường. Đi mẹ mày. Cút, đây này. Các mày đi mẹ mày quá khốn nạn. Con anh ạ.